Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 12 tháng 10 năm 2023 với đề tài đó là can đảm hành động bởi niềm tin. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, yêu dấu của chúng con, tặng Chúa bài học Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa giờ đây hướng dẫn chúng con qua lúc chúng con học, xin Chúa vận hành, xin Chúa hướng dẫn, giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay phần kinh thánh của chúng ta Sự ký nhì đoạn 23 câu 1 đến câu 3. Xin chúng ta cùng xem. Năm thứ bảy, Jehozada làm cho mình nên mạnh với các quan tướng cai 100 người là Asaria, con trai của Jeroham, Ismael, con trai của Johanan, Asaria, con trai của Obed, Maaseja, con trai của Adaja, và Elisaphat, con trai của Sitri, và lập giao ước với các người ấy. Những người ấy đi khắp xứ Juda và từ các thành Juda nhóm người Lê-vi và các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Jehozada nói với chúng rằng: Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong câu 3 phần B. Jehozada nói với chúng rằng: Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Câu hỏi suy gẫm: Thầy tế lễ Jehozada đã hành động thế nào sau 6 năm giấu hoàng tử Joash? Nền tảng nào để ông kêu gọi mọi người cùng hành động với ông? Chúa muốn bạn can đảm hành động ra sao khi thực hiện chương trình của Ngài? Sau 6 năm bí mật giấu hoàng tử bé Joash, thì vào năm thứ 7, thầy tế lễ Jehozada đã làm cho mình nên mạnh, tức là lấy lòng can đảm chống lại nữ hoàng Athali. Trước hết, ông lập giao ước với 5 tướng lãnh quân đội. Sau đó, năm người này đi khắp Juda tập hợp những người Lê-vi, các trưởng tộc của Israel và tất cả đều kéo về Jerusalem. Tại đây, họ đã lập giao ước với vua Joash sắp lên ngôi trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông Jehozada nhắc cho họ nhớ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với nhà David với niềm tin chắc Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Này, con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Câu 3 phần B. Ông muốn họ cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa mà hành động cùng ông để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ thực hiện giao ước của Ngài với nhà David. Trong vùng cận đông cổ, lập giao ước với nhau là một phần của cuộc sống thời đó. Đây là thỏa thuận ràng buộc giữa hai phía với nhau bởi những lời hứa phải thực hiện để tiến tới một mục đích chung. Qua những giao ước Đức Chúa Trời đã lập với con người suốt lịch sử Israel, như giao ước với ông Noe, với tổ phụ Abraham, với ông Môi-se, với vua David, v.v. Ngài đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Điều đặc biệt là đấng thành tín luôn hoàn thành lời hứa của Ngài trong giao ước dù con người có bất tuân hay chống nghịch Ngài. Ngày nay, lời hứa của Đức Chúa Trời trong giao ước với vua David được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Ngài chính là cứu Chúa ở trong công vụ đoạn 13 câu 23, là vị vua mà ngôi và nước của Ngài sẽ được vững lập mãi mãi. Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 16. Nhưng từ xưa đến nay, Sa-tăng luôn muốn ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa, tìm mọi cách tiêu diệt dòng dõi vua David. Vì vậy, những người có đức tin nơi lời hứa của Chúa cũng luôn cần phải tiếp tục can đảm hành động. Chúa cần những người can đảm đứng lên nhắc lại với lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi, dù có thể bị chống đối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngài cần những người can đảm hành động, sẵn sàng ra đi làm chứng về Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho công cuộc truyền giáo, vân vân và vân vân, để chương trình của Chúa được thực hiện. Ngài cũng cần những người can đảm nói lên sự thật, lẽ thật theo sự dạy dỗ Kinh Thánh để công lý của Chúa được thực hiện.
Nếu Chúa đang thúc giục bạn làm điều gì, hãy lấy lòng can đảm như thầy tế lễ Jehozada mà làm theo cái sự thúc giục của Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa như câu chuyện của chúng ta vừa đọc ở trong Sử ký nhì đoạn 23. Từ câu 1 đến câu 3 chúng ta thấy thầy tế lễ Jehozada đã luôn cậy nơi lời hứa của Đức Giê-hô-va và ông đã mạnh dạn để thực hiện một cái hành động, đó là làm theo cái lời hứa của Chúa để cho Joab, một người thuộc dòng dõi của vua David, lên làm vua để chống lại nữ hoàng Atsiri, là một kẻ độc ác tước ngôi vị và đang rất là hoành hành lộng quyền và độc ác đó. Và cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng việc đó đã thực hiện bởi có những vị quan, những tướng lãnh, họ cũng sẵn sàng khi được nhắc đến lời hứa của Chúa, họ cũng sẵn sàng bước vào trong công việc để làm theo cái lời Chúa đã hứa với nhà David. Như vậy thì hôm nay chúng ta học được bài học gì, thưa cô chú anh chị em? Mỗi người chúng ta cũng một hoàn cảnh. Nếu bây giờ cô chú anh chị em đang đối diện một cái điều khó, là nhớ khi lại nói chuyện với một đệ tử của Chúa được bổ nhiệm về một hội thánh rất lớn để ông quản nhiệm, ông đã dành ra mấy tháng đầu để đi thăm từng người tín hữu, để nắm bắt về đời sống thuộc linh, về hoàn cảnh của họ. Và khi nói chuyện thì ông nói rằng nhìn thấy rất là nhiều việc cần phải làm, nhiều lắm luôn. Và lại thấy rằng là danh sách công việc của đại tớ của Chúa dày đặc, phải đi rất là nhiều, mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi luôn, phải ăn những cái ổ bánh mì vội vàng giữa những cái khoảng thời gian được nghỉ đó để tiếp tục làm công việc của Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, đại tớ của Chúa đặt niềm tin nơi Chúa và luôn cầu nguyện, luôn nhờ cậy nơi Chúa. Và ông bắt đầu sắp xếp một cái kế hoạch rõ ràng trong bài giảng của mình, trong những đề tài cần phải trình bày để cho con dân của Chúa điều chỉnh lại đức tin, điều chỉnh lại đời sống. Rồi ông lên kế hoạch để có thể giúp cho những tín hữu ở trong hội thánh địa phương của mình. Cảm ơn Chúa là nhìn thấy trong tâm tình của đệ tử của Chúa, ông nói trong sự nghẹn ngào, trong khi ông giảng cũng vậy, như là ở trong chính lòng của ông có những hàng nước mắt tuôn ra khi ông nghẹn ngào, ông nói về thực trạng của hội thánh, và ông thấy rằng đó chính là trách nhiệm Chúa giao cho ông. Cảm ơn Chúa. Khi thầy tế lễ Jehozada nhìn thấy việc mình phải làm, có lẽ ông cũng đang đối diện với một cái nan đề, đó là gì? Đó là bà Natalie, bà này, Athalie, bà quá mạnh. Công việc của ông có thể nguy hiểm. Nhưng cảm ơn Chúa, ông nhìn thấy một điều, còn có những năm tướng lĩnh của quân đội, còn có những con người yêu mến Chúa ở ngoài kia, và ông đã kêu gọi họ để bước vào cùng làm việc với ông. Cảm ơn Chúa lại tin rằng đầy tớ của Chúa bắt đầu công việc, còn có những người trong ban chấp sự, còn có những con người, những nhân sự sẵn lòng bước vào trong công việc nhà của Chúa cùng với đầy tớ của Chúa. Vậy thì cô chú anh chị em ơi, có một việc nào mà cô chú anh chị em đang được Chúa đặt để trong lòng của chúng ta quặn thắt, khi chúng ta nhìn thấy công việc của Chúa chúng ta rất muốn làm, nhưng chúng ta dường như thấy năng đề rất là lớn? Nhưng hãy nhớ rằng đây chính là lời hứa của Chúa. Hãy tìm ở trong Kinh Thánh để thấy rất là nhiều điều Chúa hứa với chúng ta. Khi Chúa giao việc cho chúng ta, Chúa luôn ở cùng chúng ta như Chúa đã hứa cùng với Giô-suê vậy. Chúa ở cùng ông Giô-suê trong mọi nơi ông đi. Và hãy vững lòng, hãy bền chí. Chúa cũng đang muốn phán với chúng ta vững lòng bền chí với công việc Chúa đang giao cho mỗi một chúng ta. Không ai giống ai cả. Khó khăn của người này khác, khó khăn của người kia khác. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng yêu thương, là đấng ở cùng giúp đỡ. Và chúng ta có những người ở bên cạnh mình, giống như thầy tế lễ Jehozada có năm tướng lãnh, có những người khác nữa. Xung quanh chúng ta Chúa đang đặt để có những con người sẵn sàng giúp chúng ta. Hãy bày tỏ khải tượng, hãy bày tỏ điều mà Chúa đang thúc giục ở trong lòng chúng ta với những người khác, để họ cùng làm việc với chúng ta. Hãy nhớ
kết ước cùng với nhau, kết ước ở trước mặt Chúa. Hãy cùng với nhau nắm tay lại cầu nguyện và hứa ở trước mặt Chúa sẽ cùng làm công việc của Chúa. Nhóm học Kinh Thánh yêu thương đã hơn 5 năm qua, từ những con người mới bắt đầu đơn sơ cho đến được phát triển, đều nắm tay lại với nhau và hứa sẽ làm công việc của Chúa. Satan đã nhiều lần quấy phá. Nó tấn công vào từng người ở trong ban điều hành, tấn công vào từng người ở trong nhân sự. Nhưng cảm ơn Chúa vì những người đó luôn nhìn xem Chúa và bước đi. Còn những ai đã không chịu nổi, họ đành phải rời khỏi. Cô chú anh chị em ơi, nếu như chúng ta không nhờ cậy nơi Chúa, dẫu chúng ta mạnh mẽ thế nào, chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Nhưng hãy nhớ đến lời hứa của Chúa và nhớ rằng Ngài là đấng thành tín để chúng ta vững vàng bước tiếp những việc Chúa giao. Xin Chúa cho để cô chú anh chị em, ngay cả việc mà mình kết ước, mình trung tín với Chúa để thờ phượng Chúa thôi đó, thì cũng khó khăn vô cùng. Ngay cả việc chúng ta ao ước, chúng ta sẽ thúc giục và làm nóng cháy lại đức tin của những người trong gia đình, trong ban ngành của mình thôi đó, thì việc đó cũng khó khăn vô cùng. Nhưng hãy nhớ, Chúa thành tín luôn ở cùng chúng ta và đấng giúp đỡ chúng ta là Jehovah Đức Chúa Trời toàn năng. Không có điều gì Chúa không làm được. Hãy nhờ cậy nơi Chúa và hãy kết ước với nhau. Hãy chia sẻ cùng với nhau và nắm tay nhau để làm công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi của bài học đó là Chúa đang thúc giục bạn làm gì cho Ngài? Bạn quyết định ra sao? Có không cô chú anh chị em? Chắc chắn Chúa luôn đặt đẻ trong lòng của mỗi một người chúng ta một việc gì đó để chúng ta làm. Chúa thúc giục chúng ta vậy, hãy mạnh mẽ, hãy làm cho mình mạnh mẽ và nắm lấy lời hứa của Chúa mà bước đi và tìm những con người để cùng kết ước, cùng làm, thưa cô chú anh chị em. Đây là lời gợi ý của bài học. Lạy Chúa, xin cho con có lòng can đảm làm theo sự thúc giục của Chúa để chương trình tốt đẹp của Ngài được thực hiện cho đời sống của con cũng như hội thánh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Là Chúa dốc của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chính mình con. Ngài cũng đang ở cùng con. Dẫu có những khó khăn, Chúa vẫn ở cùng che phủ, bảo vệ, gìn giữ con và cho con thêm sức. Lời hứa của Chúa đã hứa ở trên con, Ngài thực hiện. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng bày tỏ cho cô chú anh chị em con. Để rồi Ngài cũng hứa với họ, Ngài cũng ở cùng họ và giúp đỡ cho họ. Con nhớ tới đầy tớ của Chúa, người mà những ngày qua con đến thăm và con thấy được tấm lòng của ông. Ôi Chúa ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng ông, Ngài thành tín giúp cho ông những điều mà Ngài đã đặt để và Ngài đã hứa trong lòng của ông. Xin thêm sức, xin ban ơn, xin cử người đến để cùng làm với đầy tớ của Chúa. Con tạ ơn Chúa, xin giúp chúng con luôn, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, quá tuyệt vời bài học Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con nhận được, xin cho chúng con vững vàng bước theo Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời cảm nhận được rất là nhiều điều ở trong tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta mỗi một bài học đơn sơ thế này. Xin Chúa cũng cho cô chú anh chị em cảm nhận được điều đó. Hãy cùng nhau nhớ nhau và cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa, xin kính chào tạm biệt của chú anh chị em. Amen.